kính chào các bạn. Việc tái sử dụng vỏ lon sữa bột để trồng cây đã rất thông dụng hiện nay. Hôm nay, trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trang trí vỏ lon sữa bột bằng nghệ thuật napkin để chúng ta có một khu vườn thật xinh xắn nhé. Chúng ta cần chuẩn bị vỏ lon sữa hộp đã qua sử dụng, khăn giấy ăn in họa tiết, keo mốt bột mặt, dán và phủ bảo vệ nhiều bề mặt dùng cho trang trí napkin, màu acrylic, cọ quét, cọ xốp. Tất cả các dụng cụ này các bạn có thể đặt mua trên Shopee hoặc các trang thương mại điện tử khác. Đầu tiên, chúng ta vệ sinh lon sữa thật sạch, tháo bỏ nắp nhựa và dùng khoan hoặc đinh đục lỗ ở đáy hộp để thoát nước nếu các bạn trồng cây bằng đất. Nếu các bạn trồng một số loại cây thủy sinh, chúng ta không cần đục lỗ ở đáy hộp. Thay vào đó, dùng chai nhựa hoặc lọ nhựa để chứa nước bên trong. Ở bước này, chúng ta dùng màu acrylic và cọ để sơn phủ một lớp sơn lót quanh bề mặt lon sữa. Dùng máy sấy sấy thật khô, rồi tiếp tục dùng cọ xốp để phủ một lớp màu lên trên thật nhẹ nhàng và đều tay. Trong lúc chờ lớp nền khô, chúng ta dùng đầu cọ nhỏ và nước thật nhẹ nhàng xé, tách rời các họa tiết cần sử dụng. Chúng ta tách lớp họa tiết, chỉ lấy lớp họa tiết bề mặt.
khi định vị được vị trí muốn dán họa tiết, dùng keo và cọ từ từ phủ một lớp keo lên bề mặt của họa tiết muốn dán. Dùng cọ miết keo lên bề mặt thật nhẹ nhàng. Chú ý dán từng khoảng nhỏ một để tránh bị nhăn giấy. Sau khi dán họa tiết xong, dùng cọ xốp và màu acrylic chấm nhẹ xung quanh họa tiết để tạo thêm sự tự nhiên. Cuối cùng, quét một lớp keo thật mỏng lên toàn bộ bề mặt để giữ độ bền cao hơn. Cuối cùng chúng ta đã có thành phẩm rồi này, chúc các bạn thành công!